thuyết Manon Lescaut, tác giả Linh Mục Prevost, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Nhưng những người có tính cách cao quý hơn có thể bị sao động cả ngàn cách khác nhau. Dường như họ có hơn 5 giác quan và họ có thể tiếp nhận những ý tưởng và những cảm giác vượt qua ranh giới thông thường của tự nhiên. Và vì họ có một tình cảm về tầm cao rộng đã nâng họ lên bên trên sự tầm thường, không có gì mà họ ganh tị hơn. Từ đó họ đau khổ một cách nôn nóng vì sự khinh bỉ và chế nhạo, và nỗi hổ nhục là một trong những đam mê mãnh liệt nhất của họ. Tôi có lợi thế đáng buồn này ở Selasa. Nỗi buồn của tôi có vẻ quá đáng đối với cha bề trên khi làm cho những kẻ tùy tùng sợ và ngỡ phải xử sự với tôi dịu dàng và dị tha hơn. Cha viếng thăm tôi 2 hay 3 lần một ngày. Cha thường đưa tôi đi với cha để dạo một vòng trong vườn, và nhiệt tình của cha cạn kiệt trong những lời khuyến khích và những ý kiến cứu rỗi. Tôi tiếp nhận những điều đó rất dịu dàng. Tôi thậm chí bày tỏ với cha lòng biết ơn. Cha rút ra hy vọng từ hành vi cải đạo của tôi. Con là một bản tính dịu dàng và đáng yêu, cha nói với tôi vào một ngày kia khi ta không hiểu những lối sống bừa bộn mà người ta cáo buộc con. Hai điều làm cho ta ngạc nhiên. Một là làm thế nào với những đức tính tốt lành như thế mà con có thể lao vào cuộc sống phóng túng cực độ. Và hai là ta còn ngưỡng mộ hơn, làm thế nào con sẵn sàng tiếp nhận những lời khuyên của ta và lời dạy dỗ của ta sau khi sống nhiều năm quen bừa bãi. Nếu là hối hận thì con là một tấm gương được lòng từ bi của trời ghi nhận. Nếu là lòng tốt tự nhiên thì ít ra con có tính tình căn bản tuyệt vời, khiến cho ta hy vọng rằng chúng ta không cần giữ con ở lại đây lâu, để đưa con về một cuộc sống lương thiện và ngăn nắp. Tôi rất mừng vì thấy ông có ý kiến như thế về mình. Tôi quyết định tăng thêm ý kiến của ông bằng một hạnh kiểm có thể làm cho ông hài lòng hoàn toàn. Được thuyết phục rằng đó là cách giảm nhẹ án tù của tôi, tôi hỏi mượn sách của ông. Ông ngạc nhiên vì khi để tôi chọn lựa những cuốn sách mà tôi muốn đọc, tôi quyết định chọn vài tác giả nghiêm túc. Tôi giả vờ muốn nghiên cứu với sự gắn bó sau cùng này, và như thế là tôi đã cho ông trong mọi cơ hội những bằng chứng về sự thay đổi mà ông mong muốn. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài. Tôi phải xưng tội với ông về nỗi xấu hổ của mình. Ở San Lasa, tôi đóng vai một nhân vật đạo đức giả. Thay vì học tập, khi tôi còn lại một mình, tôi chỉ quan tâm đến việc rên rỉ về số phận của mình. Tôi nguyền rủa nhà tù và sự bảo quyền đang kềm giữ tôi. Tôi không buông lơi về phía những bức xúc mà sự hỗn độn đã ném tôi vào, khiến tôi lại rơi vào những nỗi dày dò của tình yêu, sự dằn mặt của Manon, sự bấp bênh không biết lẽ nào của số phận nàng. Nỗi sợ không bao giờ gặp lại nàng nữa là mục tiêu duy nhất của những ưu tư buồn bã của tôi. Tôi hình dung nàng trong tay ông J.M. vì đó là ý nghĩ đầu tiên mà tôi có. Và thay vì tưởng tượng rằng nàng cũng chịu chung cách xử xử như tôi cho rằng họ chỉ làm cho tôi xa nàng để mà chiếm hữu nàng cho êm thấm. Như thế là tôi trải qua nhiều ngày đêm có độ dài mà tôi thấy có vẻ như vĩnh cửu. Tôi chỉ hy vọng trong sự thành công của thái độ đạo đức giả của mình. Tôi quan sát kỹ gương mặt và những bài diễn văn của cha bề trên để đảm bảo về điều mà cha nghĩ về tôi, và tôi nghiên cứu để làm cho cha vui lòng. Như với trọng tài của số phận, tôi thoải mái để nhận ra rằng tôi đang hoàn toàn hưởng nhiều ân huệ. Tôi không còn ngờ vực rằng cha được xếp đặt để giúp đỡ tôi. Một ngày kia, tôi giản dị hỏi cha rằng có phải sự nới rộng của tôi là do cha mà có không? Cha nói với tôi rằng cha không tuyệt đối là chủ, nhưng theo chứng cứ của cha, cha hy vọng rằng ông CM nhờ sự dặn dò của ông ta mà trung tướng cảnh sát cho giam tôi đồng ý trả tự do cho tôi. Liệu tôi có được giúp dê? Tôi tiếp lời dịu dàng rằng 2 tháng ở tù mà tôi phải chịu đựng có vẻ đối với ông ta là một sự đền tội đủ hay không? Cha hứa với tôi sẽ nói với ông ấy nếu tôi mong muốn. Tôi cầu xin cha rất khẩn thiết giúp giùm tôi việc này. Cha cho tôi biết 2 ngày sau rằng J.M. đã rất xúc động về điều thiện mà ông đã nghe được từ tôi. Nên không chỉ ông có vẻ có dự định trả tự do cho tôi, mà thậm chí ông còn lưu ý đến việc muốn biết tôi một cách đặc biệt hơn, và ông đề nghị đến thăm tôi trong tù. Dù sự hiện diện của ông không dễ chịu với tôi cho lắm, nhưng tôi nhìn nhận đó là một bước tiến sắp đến về phía tự do của tôi. Thật sự, ông đã đến Selaza. Tôi thấy ông có vẻ nghiêm túc và ít ngốc hơn lúc ở nhà Manon. Ông cho tôi vài bài nói chuyện tốt lành về hạnh kiểm sâu của tôi. Ông nói thêm, để biện minh về bề ngoài cho lối sống bừa bãi của ông, nên ông được phép coi những cơn yếu đuối của con người
để cung cấp cho mình vài lạc thú mà tự nhiên đòi hỏi, nhưng sự lừa đảo và những trò giả tạo đáng xấu hổ thì đáng bị trừng phạt. Tôi nghe ông nói vui vẻ phục tùng, mong có vẻ hài lòng. Tôi không thấy xúc phạm khi nghe ông buông ra vài lời chế nhạo về tình anh em giữa tôi và Lesko và Manon, và về những ngôi nhà nguyện nhỏ mà ông phỏng đoán. Ông nói với tôi mà tôi chắc đã lui tới nhiều ở Selasa, vì tôi thấy rất vui thú với hoạt động sùng đạo này. Nhưng ông để lộ ra, rủi thai cho ông và thậm chí cho tôi, khi nói với tôi rằng Manon có lẽ cũng làm những việc rất tốt ở nhà thương. Dù tôi run rẩy khi nghe đến cái tên nhà thương, tôi vẫn còn có thể cầu xin ông giải thích cho tôi biết. Ừ phải. Ông nói tiếp, cách đây 2 tháng, nàng học được tin ngoan ngoãn ở nhà thương đa khoa, và tôi mong rằng nàng đã rút ra nhiều lợi ích từ đó như cậu ở Salazar. Dù tôi có một nhà tù chung thân hay thậm chí cái chết hiện diện trước mắt mình, thì tôi cũng không làm chủ được rung cảm của mình trước tin tức kinh khiếp này. Tôi lao đến ông ta trong một cơn điên dẫn kinh hoàng đến nỗi tôi mất hết phân nửa sức lực của mình. Dù sao tôi cũng có đủ sức để lật ngửa ông ta dưới đất, và nắm lấy cổ họng ông ta, tôi siết cổ ông ta, thì tiếng động khi ông ta ngã xuống và dài tiếng kêu the thé mà tôi để cho ông ta có chút tự do kêu lên đã thu hút cho bề trên và nhiều tu sĩ vào phòng tôi. Người ta giải thoát ông ta khỏi tay tôi. Tôi hầu như mất hết sức lực và không thở nổi. Chúa ơi! Tôi kêu lên, trút ra hàng ngàn tiếng thở dài. Công lý của trời! Tôi phải sống một lúc sau một chuyện vô lương như thế chăng? Tôi cũng lao vào kẻ mang rợ và mưu sát mình. Người ta bắt tôi, nỗi tuyệt vọng của tôi, những tiếng la hét của tôi và những giọt nước mắt của tôi vượt qua hết mọi tưởng tượng. Tôi làm những chuyện đáng ngạc nhiên, khiến những người tham dự không biết rõ nguyên nhân, nhìn nhau khiếp đảm và ngạc nhiên. Ông De Gm trong lúc đó đã sửa sang lại cái đầu tóc giả và cà vạt, và bực tức vì bị xử tệ, ông ra lệnh cho cha bề trên giam giữ tôi chặt chẽ hơn bao giờ hết, và phạt tôi bằng mọi hình thức mà người ta biết là chỉ riêng Salazar mới có. Không, thưa ông, cha bề trên nói, không phải với một người có xuất thân là ông hiệp sĩ đây mà chúng tôi sử dụng cung cách đó. Ông ấy rất hiền lành, mặt khác rất trung thực, khiến tôi không hiểu sao ông ấy lại hành xử quá đáng mà không có những lý do mạnh mẽ. Câu trả lời này kết thúc việc làm cho ông đợi xe em bối rối, và ông ra ngoài và nói rằng ông biết cách làm cho cha bề trên và tôi, cũng như tất cả những người kháng cự ông ta phải phủ phục. Cha bề trên khi ra lệnh cho các tu sĩ đưa ông ra đã ở lại một mình với tôi. Ông yêu cầu tôi nhanh chóng cho ông biết vì sao có sự cư xử bừa bãi vừa rồi. Ôi thưa cha, tôi nói với ông và tiếp tục khóc như một đứa trẻ. Cha có hình dung sự tàn bạo kinh khiếp nhất, cha có tưởng tượng được sự mang sợ đáng ghét nhất mà tên xe em hèn hạ kia đã phạm không? Ôi hắn ta đã xuyên thủng trái tim con sẽ không bao giờ hồi phục nữa. Con muốn kể hết cho cha nghe. Tôi nói thêm và khóc nức nở. Cha rất tốt, cha sẽ thương xót con. Tôi kể cho cha một câu chuyện vắn tắt về nỗi đam mê lâu dài và không thể vượt qua của tôi đối với Manon, về hoàn cảnh tươi đẹp của tài sản chúng tôi trước khi chúng tôi bị gia nhân của mình dơ dét sạch, những món quà của ông đợi xe em tặng cho tình nương của tôi, về cam kết mua bán của họ và về cách mà giao kèo này bị phá vỡ. Tôi thể hiện cho cha nghe mọi chuyện đúng sự thật, về phía thuận lợi nhất cho chúng tôi. Thế đây, tôi nói tiếp, đó là nguồn gốc về sự nhiệt tình của ông đợi xe em để buộc tôi cải đạo. Ông ta có quyền lực buộc tôi ở đây bị giam giữ với nguyên nhân thuần túy là trả thù. Tôi tha thứ cho ông ta, nhưng thưa cha, thế chưa phải là hết. Ông ta đã tàn bạo bắt cóc phân nửa yêu quý nhất của con. Ông ta buộc nàng phải phục vụ một cách nhục nhã ở nhà thương. Ông ta bất cẩn thông báo cho tôi biết ngay hôm nay từ chính miệng mình. Ở nhà thương, ôi thưa cha, ôi trời ơi, tình nương yêu kiều của con, bà Hoàng yêu quý của con mà ở nhà thương như một tạo vật vô luôn nhất. Con tìm ra đâu đủ sức mạnh để không chết vì đau đớn và xấu hổ. Cha tốt bụng ơi, nhìn thấy con trong cảnh bức xúc quá đáng này, hãy an ủi con. Cha nói với tôi rằng ông không bao giờ hiểu được cuộc phiêu lưu của tôi theo cách mà tôi kể với ông. Rằng cha đã biết trên thực tế rằng tôi sống bừa bãi, nhưng cha hình dung về chuyện đã buộc ông DGM phải chiếm lấy quyền lợi, làm dài mối quan hệ đánh giá cao và thân hữu của gia đình tôi. Rằng cha chỉ có thể tự giải thích được về phía ấy. Rằng điều mà tôi vừa cho ông biết đã thay đổi rất nhiều trong vụ việc của tôi, và chắc không ngờ rằng câu chuyện kể mà ông có ý định nói với ông trung tướng cảnh sát không thể góp phần trả tự do cho tôi.
Kế tiếp, cha hỏi tôi tại sao tôi còn chưa nghĩ đến việc đưa tin tức về tôi cho gia đình, vì gia đình không góp phần vào tình trạng bắt giam này. Tôi thỏa mãn sự phản đối này bằng vài lý do về nỗi đau đớn mà tôi đã gây ra cho cha mình và sự tủi hổ mà chính tôi cảm nhận. Cuối cùng, cha hứa với tôi sẽ đi bước này đến chỗ ông trung tướng cảnh sát. Ông nói thêm, chẳng phải rằng để báo trước điều gì đó tệ hại nhất về phía ông de CM đã ra khỏi nhà tù mà không hài lòng và xem như có thể làm cho người ta e dè. Tôi chờ cha trở lại mà thật kích động như một kẻ khốn khổ gần đến lúc bị kết án. Đối với tôi, đó là một khổ hình khôn tả khi tưởng tượng ra manh nông ở nhà thương. Ngoài sự vô lương của nơi này, tôi không biết nàng bị đối đãi ở đó như thế nào. Và kỷ niệm về vài đặc tính mà tôi đã nghe nói về căn nhà kinh khiếp lại luôn gợi ra ở tôi những rung cảm. Tôi rất quả quyết cứu nàng bằng bất cứ giá nào và bằng bất cứ cách gì có thể, dù có phải châm lửa đốt xe la xa, nếu tôi không thể ra khỏi đây bằng cách nào khác. Nên tôi suy nghĩ về những con đường mà mình phải đi nếu ông trung tướng cảnh sát tiếp tục giữ tôi lại dù tôi không muốn. Tôi sử dụng kỹ thuật của mình trong mọi thử thách. Tôi lướt qua mọi khả năng. Tôi không thấy gì có thể đảm bảo cho một cuộc đào tẩu chắc chắn. Và tôi sợ bị nhốt còn chặt chẽ hơn nữa nếu tôi có ý định khốn khổ. Tôi nhớ lại tên của vài người bạn mà tôi có thể hy vọng được cứu giúp. Nhưng bằng cách nào có thể cho họ biết tình cảnh của tôi? Cuối cùng, tôi ngỡ đã thành lập một kế hoạch thật khéo léo để thành công. Và tôi lại bắt đầu thu xếp kế hoạch đó tốt hơn sau khi cha bị trên trở về. Nếu ông không thể xoay sở được, thì kế hoạch của tôi sẽ trở nên cần thiết. Không lâu sau, cha trở về. Tôi không thấy trên mặt cha những dấu hiệu vui mừng thường đi kèm với một tin tốt lành. Cha nói với tôi, nhưng cha đã nói với ông ấy quá trễ. Ông de CM đã đi gặp ông ấy khi ra khỏi đây và đã mạnh mẽ báo trước chống lại con, khiến ông ấy suýt đưa cho cha những lệnh mới để siết chặt con hơn nữa. Tuy nhiên, khi cha cho ông ấy biết nguồn gốc vụ việc của con, ông ấy có vẻ dịu lại nhiều và cười lớn chút ít về tính tình buông tuồng của ông de CM. Ông ấy đã nói với cha rằng phải để con ở đây thêm 6 tháng để cho ông ta vui. Hơn nữa, ông ấy nói rằng nơi ở không phải là vô ích đối với tôi. Ông ấy đã dặn cha xử sự trung thực với con và cha trả lời con là con sẽ không than phiền về cung cách của cha. Lời giải thích của cha bị trên tốt bụng khá dài để tôi tốn thời gian suy nghĩ một cách khôn ngoan. Tôi quan niệm rằng mình có nguy cơ lật nhào hết mọi dự tính của mình nếu tôi tỏ ra quá dồn dã với tự do sắp tới. Tôi chứng tỏ với cha trái lại rằng cần phải ở lại là một niềm an ủi êm ái đối với tôi vì được đánh giá cao phần nào. Kế tiếp, tôi yêu cầu cha không vờ vĩnh, đồng ý với tôi một ân huệ không quan trọng đối với bất cứ ai và giúp tôi yên tĩnh hơn rất nhiều, là cảnh báo một trong những người bạn của tôi, một tăng lữ thánh thiện ở Saint-Sulpice, rằng tôi ở Salaza và cho phép đôi khi tôi tiếp anh ấy đến thăm. Ân huệ này được đồng ý không cần bàn cãi. Chính là anh bạc Tibet được nhắc đến. Không phải tôi hy vọng ở anh ấy những sự cứu giúp cần thiết để được tự do, nhưng tôi muốn anh ấy được sử dụng như một công cụ ở xa mà chính anh ấy cũng không biết. Tóm lại, đây là kế hoạch của tôi. Tôi muốn viết thư cho Lesko và nhờ anh và các bạn chung của chúng tôi chuyển giùm tôi. Khó khăn đầu tiên là để anh ấy cầm được thư. Điều đó là nhờ sự giúp sức của Tibet. Tuy nhiên, vì anh biết hắn là anh trai của tình nương tôi sợ rằng anh không chịu lãnh nhiệm vụ đưa thư. Kế hoạch của tôi là giấu bức thư của Lesko trong một bức thư khác mà tôi phải gửi cho một người lương thiện quen biết và yêu cầu anh gửi bức thư đầu tiên đến địa chỉ này. Và vì tôi cần gặp Lesko để chúng tôi thỏa thuận biện pháp, tôi muốn lưu ý cho hắn đến Salaza và yêu cầu được gặp tôi dưới tên của trưởng quân tôi đã cố ý đến Paris để biết về vụ việc của tôi. Tôi bắt đầu thỏa thuận với hắn những biện pháp qua giải mau chóng và chắc chắn nhất. Cha bị trên cho cảnh báo Tibet về mong ước của tôi muốn trò chuyện với anh ta. Người bạn trung thành này không bỏ quên tôi đến nỗi không biết cuộc phiêu lưu của tôi. Anh biết rằng tôi ở Salaza và có lẽ anh không giận vì sự thất sủng này và anh thấy có trách nhiệm đưa tôi về với bổn phận. Anh vội chạy đến ngay phòng tôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi chan chứa tình bạn. Anh muốn được biết về hoàn cảnh của tôi. Tôi mở lòng cho anh không hề dè dặt, trừ về kế hoạch đào tẩu của tôi. Không phải trước mắt anh, bản thân, tôi nói với anh, mà tôi muốn tỏ ra điều mà tôi không hề có. Nếu anh tin tìm thấy ở đây một người bạn khôn ngoan và chỉnh chu như trong mọi khao khát, một tên phóng túng bị hình phạt của trời đánh thức,
Tóm lại là một trái tim thoát khỏi tình yêu và quay về từ buồng mê thuốc lú của Manon, thì anh đã phán đoán quá thuận lợi về tôi. Anh gặp lại tôi vẫn y như khi em bỏ lại tôi cách đây 4 tháng. Luôn âu yếm và luôn khốn khổ vì tình âu yếm nghiệt ngã mà tôi không ngừng tìm kiếm hạnh phúc trong đó. Anh trả lời tôi rằng lời thú nhận mà tôi vừa nói khiến tôi không thể nào được tha thứ, rằng người ta thấy rõ những kẻ phạm trọng tội say sưa trong hạnh phúc giả dối của tật xấu đến mức thích điều đó hơn hạnh phúc cao quý của đạo đức. Nhưng đó là ít ra với những hình ảnh về hạnh phúc mà họ gắn bó, và họ là những kẻ lừa đảo về bề ngoài. Nhưng khi nhận ra, như tôi đang làm, rằng mục tiêu của những tình cảm gắn bó ấy chỉ làm cho tôi phạm tội và đau khổ, và tiếp tục lao vào một cách tự nguyện trong bất hạnh và trong tội ác, đó là những ý tưởng và cách hành xử mâu thuẫn không làm nên hạnh phúc cho lý trí tôi. Tibet, tôi nói tiếp, anh dễ dàng chiến thắng khi người ta không đối kháng với vũ khí của anh. Hãy để tôi đến phiên mình lý luận. Liệu anh có thể cho rằng điều mà anh gọi là hạnh phúc của đạo đức lại không khó nhọc, ngang trái và lo âu? Anh đặt tên gì cho nhà tù, cho thập giá, cho những khổ hình và tra tấn của các bạo chúa? Anh nói xem, như những kẻ thần bí, rằng điều đang giày vò thân xác là một thứ hạnh phúc của linh hồn. Anh sẽ không dám nói điều ấy. Đó là một mâu thuẫn không thể chống đỡ được. Hạnh phúc ấy mà anh đề cao, vậy cũng hòa lẫn với hàng ngàn khó nhọc, hay để nói cho đúng hơn, đó chỉ là một tấm vải đầy bất hạnh, xuyên qua đó người ta hướng về hạnh phúc. Thế nên nếu sức mạnh của trí tưởng tượng tìm được lạc thú trong những nỗi đau đớn ấy, bởi vì chúng có thể dẫn dắt tới một kết thúc có hậu mà người ta hy vọng, tại sao anh lại cho rằng có nhiều mâu thuẫn và điên rồ trong cách hành xử của tôi vốn là một tình huống tương tự? Tôi yêu Manon, tôi hướng tới xuyên qua ngàn khổ đau để sống hạnh phúc và bình yên bên cạnh nàng. Con đường mà tôi đi rất bất hạnh, nhưng hy vọng đến đích của tôi vẫn luôn tỏa ra sự ngọt ngào, và tôi tin mình đã trả giá xứng đáng bằng một khoảnh khắc đã qua với nàng, bằng tất cả những ưu phiền mà tôi chịu đựng để chiếm hữu điều đó. Mọi điều đối với tôi có vẻ như ngang nhau về phía anh và về phía tôi, hoặc nếu có khác biệt nào thì lợi thế vẫn nghiêng về phía tôi, vì hạnh phúc mà tôi hy vọng ở gần, còn hạnh phúc kia ở xa. Hạnh phúc của tôi là bản chất mọi khó nhọc, có nghĩa là nhạy cảm với thân xác, và hạnh phúc kia có bản chất xa lạ, chỉ chắc chắn bằng đức tin. Tibet có vẻ khiếp sợ trước lập luận này. Anh lùi lại 2 bước và nói với tôi, dáng vẻ thật nghiêm túc, rằng không chỉ những điều mà tôi vừa nói làm tổn thương các cảm quan của anh, mà còn là tròn quỷ biển khốn khổ, bất tín và vô đạo. Vì các so sánh đó, anh nói thêm về việc kết thúc nỗi đau của anh với nỗi đau của những người được tôn giáo sùng kính là một ý tưởng quá phóng túng và quá sức kỳ quái. Tôi thu nhận, tôi nói tiếp, rằng sự so sánh đó không đúng, nhưng hãy coi chừng, lý luận của tôi không đặt trên điều đó. Tôi có dự định giải thích điều mà anh xem như một sự mâu thuẫn, vì mãi đeo đẳng một mối tình khốn khổ, và tôi tin rằng đã chứng tỏ rằng nếu đó là tình yêu, anh sẽ không thoát khỏi hơn tôi đâu. Chỉ vì chuyện đó thôi mà tôi đã xử sự mọi chuyện ngang nhau, và tôi vẫn nghĩ là chúng ngang nhau. Anh có trả lời rằng kết thúc về đạo đức cao cả hơn nhiều so với kết cục của tình yêu không? Ai từ chối sự tương xứng đó? Những đó là vấn đề gì? Chẳng phải vì chúng có sức mạnh, dù là đạo đức hay tình yêu, để ta chịu đựng mọi nỗi ưu phiền hay sao? Chúng ta hãy phán xét điều đó bằng hiệu quả. Người ta tìm được bao nhiêu kẻ đào thoát khỏi đạo đức nghiêm khắc và tìm được bao nhiêu kẻ thoát khỏi tình yêu? Anh có trả lời rằng nếu có những nỗi khổ khi tập luyện làm việc thiện thì đau khổ đến không hề phi xiển và cần thiết, rằng người ta không còn các bạo chúa hay thập giá nữa, và người ta thấy rằng con số những người đức hạnh sống một cuộc đời êm đềm bình lặng đã nhiều lên. Tôi sẽ nói với anh cũng thế, có nhiều mối tình bình yên và may mắn, và điều khác biệt cực kỳ có lợi cho tôi. Tôi sẽ nói thêm rằng tình yêu dù thường lừa dối nhưng hứa hẹn thỏa mãn và niềm vui không ít hơn. Thay vì tôn giáo muốn rằng người ta chờ một kiểu thực hành buồn bã và hành xác. Anh đừng báo động, tôi nói thêm khi nhìn anh nhiệt tình sẵn sàng khổ đau. Điều duy nhất mà tôi kết luận ở đây đó là không có phương pháp nào xấu hơn để ghê tởm một trái tim yêu bằng cách dèm pha những vẻ ngọt ngào và hứa cho tình yêu nhiều hạnh phúc hơn là tập tành về đạo đức. Từ những cung cách mà chúng ta thực hiện, chắc chắn rằng hạnh phúc của chúng ta ở trong lạc thú. Tôi thách người ta có ý kiến nào khác đây. Thế nên con tim tôi không cần phải tư vấn quá lâu mới cảm nhận rằng
Trong mọi lạc thú thì lạc thú tình yêu là ngọt ngào nhất. Con tim chẳng bao lâu sẽ nhận ra rằng nó bị lừa dối khi người ta hứa cho nó ở một nơi nào khác điều gì đó đáng yêu hơn. Và sự lừa dối này khiến nó thách thức những lời hứa cả quyết nhất. Những nhà tiên tri muốn đưa tôi về với đạo đức, hãy nói cho tôi biết rằng đạo đức có tối cần thiết hay không. Nhưng đừng ngụy trang tôi bằng nó nghiêm khắc và cực khổ. Hãy thiết lập rõ ràng những niềm khoái lạc của yêu đương chỉ thoáng qua, rằng chúng bị cấm đoán, rằng chúng có những cực hình đời đời theo sau. Và điều gây ấn tượng hơn nữa với tôi, thì khoái lạc càng ngọt ngào và đáng yêu, thì trời cao càng lộng lẫy khi khen thưởng một sự hy sinh to lớn nhường ấy. Nhưng hãy xưng tội rằng, với những con tim như chúng ta đây, khoái lạc là hạnh phúc hoàn hảo nhất nơi trần thế này. Kết thúc bài diễn văn của tôi khiến cho T-Bex vui hơn. Anh nghĩ rằng có điều gì đó hữu lý trong cách suy nghĩ của tôi. Anh chỉ phản đối duy nhất là hỏi tôi tại sao ít ra tôi không đi vào những nguyên tắc của mình khi hy sinh tình yêu cho hy vọng được tưởng thưởng mà tôi coi trọng đến thế. Ôi bạn thân, tôi đáp lời anh, chính ở đây mà tôi biết được nỗi khốn khổ và yếu đuối. Thang ơi, phải, đó là bổn phận của tôi phải hành động như tôi đã lập luận. Tôi cần sự cứu giúp nào để quên nét quyến rũ của Manon. Chúa hãy tha thứ cho tôi, Tuy Bẹt nói tiếp. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những người theo giáo lý khắc khổ của chúng ta. Tôi không biết tôi là gì, tôi trả lời. Và tôi không thấy rõ điều mà tôi phải theo. Nhưng tôi không cảm nhận sự thật ở những điều mà họ nói. Cuộc trò chuyện này ít ra cũng dùng để tái tạo lại lòng thương xót của bản tôi. Anh hiểu rằng có gì đó hơn cả sự yếu đuối. Đó là sự ma mãnh trong cuộc sống bừa bãi của tôi. Tình bạn của anh càng sẵn sàng tiếp theo sau đó để cứu giúp tôi. Nếu không, tôi sẽ nguy khốn không gượng nổi trong túng quẫn. Tuy nhiên, tôi không hề tiết lộ với anh về dự định mà tôi muốn thoát khỏi Salazar. Tôi chỉ yêu cầu anh lãnh nhiệm vụ mang giùm thư của tôi. Tôi đã chuẩn bị bức thư trước khi anh đến, và tôi không thiếu diễn cớ để tô đậm màu thêm sự cần thiết của tôi khi tôi viết thư. Anh có lòng trung thành mang thư đi thật chính xác, và Lesko đã nhận được trước cuối ngày lá thư của anh ta. Anh ta đến thăm tôi vào ngày hôm sau, và anh ta vào một cách may mắn nhờ mang tên của anh tôi. Niềm vui của tôi cực lớn khi thấy anh ta trong phòng tôi. Tôi cẩn thận đóng cửa. Chúng ta không nên mất chút thời gian nào. Tôi nói với anh ta, trước tiên hãy cho tôi biết tin tức của Manon, và kế tiếp cho tôi lời khuyên tốt để chặt đứt xiềng gông của tôi. Anh ta đảm bảo với tôi rằng anh không gặp lại em gái mình từ ngày trước khi tôi bị bỏ tù, và anh ta chỉ biết số phận của nàng. Và tôi nhờ nhiều nguồn thông tin và tìm hiểu rằng có mặt tại 1, 2, 3 lần ở nhà thương, người ta đã từ chối không cho anh ta tự do nói chuyện với Manon. Tình dê em khốn kiếp, tôi kêu lên, người sẽ trả giá đắt cho ta về chuyện đó. Đối với những gì liên quan đến việc giải thoát cho cậu, Lesko nói tiếp, đó là một vụ việc không dễ như cậu nghĩ. Hôm qua chúng tôi đã qua cả buổi tối, tôi và hai người bạn của tôi, để quan sát tất cả các phần bên ngoài của căn nhà này. Và chúng tôi xét đoán rằng, cửa sổ phòng cậu hướng sang một cây sân bị dây quanh với những tòa nhà. Như cậu đã lưu ý với chúng tôi, sẽ có nhiều khó khăn để kéo cậu ra khỏi đó. Mặt khác, cậu ở tầng thứ 3 và chúng tôi không thể đưa vào đây dây thừng cũng như thang. Tôi không thấy nguồn lực nào về phía bên ngoài. Chính ngay trong nhà mà chúng ta phải hình dung biện pháp nào đó. Không, tôi nói tiếp, tôi đã xem xét mọi thứ, nhất là từ khi việc giam giữ tôi đã bớt gắt gao nhờ lòng độ lượng của cha bề trên. Cánh cửa phòng tôi không còn bị khóa, tôi có tự do đi dạo trong các hành lang của các tu sĩ. Nhưng tất cả các cầu thang đều bị những cánh cửa dày bịt kín, và người ta đã cẩn thận đóng kỹ đêm ngày, nên không thể nào chỉ nhờ khéo léo mà tôi thoát thân được. Hãy chờ đã, tôi nói tiếp, sau khi suy nghĩ một lát về một ý nghĩ có vẻ là tuyệt vời. Anh có thể mang cho tôi một khẩu súng lục không? Dễ thôi, Lesko nói với tôi, nhưng cậu muốn giết ai sao? Tôi đảm bảo với anh ta rằng tôi không có ý định giết và không cần thiết rằng súng phải nạp đạn. Ngày mai hãy mang đến cho tôi nói thêm. Và đừng lỡ hẹn đến vào buổi tối lúc 11 giờ đối diện với cửa nhà này với 2 hoặc 3 người bạn của chúng ta. Tôi hy vọng rằng tôi có thể gặp lại các anh ở đó. Anh ta hoài công thúc ép tôi cho biết rõ hơn. Tôi nói với anh ta rằng một mưu tính như tôi đang suy nghĩ chỉ có thể tỏ ra hợp lý sau khi đã thành công. Tôi yêu cầu anh ta rút gọn buổi thăm tù để dễ dàng hơn khi gặp lại tôi vào ngày hôm sau. Anh ta được cho vào cũng không khó khăn gì như lần đầu tiên. Dáng vẻ anh ta nghiêm nghị, không có ai không xem anh ta là người trọng danh dự. Khi tôi thấy mình được trang bị công cụ mang lại tự do cho mình, tôi không còn nghi ngờ gì nữa về thành công của dự tính. Thật là kỳ lạ và táo bạo, nhưng tôi có khả năng làm gì
với những nguyên nhân khiến tôi sôi động. Tôi đã lưu ý từ khi tôi được phép ra khỏi phòng và đi dạo trong các hành lang rằng người gác cổng mỗi ngày đều mang đến vào buổi tối tất cả các loại chìa khóa cho cả bề trên và trong nhà im lặng tuyệt đối, ghi dấu rằng mọi người đều rút lui. Tôi có thể đi mà không gặp trở ngại gì qua một hành lang liên thông từ phòng tôi đến phòng của cha. Quyết tâm của tôi là lấy chìa khóa ở chỗ cha bằng cách làm cho ông hoảng sợ với khẩu súng lục của tôi nếu ông làm khó không chịu trao chìa khóa cho tôi và giúp tôi ra ngoài đường. Tôi nôn nóng chờ thời cơ đến. Người gác cổng đến vào giờ thường lệ, có nghĩa là sau 9 giờ một chút. Tôi để một giờ trôi qua để đảm bảo rằng tất cả các tu sĩ và gia nhân đều ngủ. Cuối cùng tôi đi với vũ khí của mình và một ngọn đèn cầy được thắp sáng. Thoạt đầu tôi nhẹ nhàng gõ cửa phòng cha để đánh thức ông mà không gây tiếng động. Ông nghe tôi gõ tiếng thứ hai và chắc là hình dung rằng có tu sĩ nào đó khó ở và cần cấp cứu. Ông đứng dậy để mở cửa cho tôi. Tuy nhiên ông dè dặt hỏi xuyên qua cánh cửa là ai và người ta muốn gì ở ông. Tôi buộc phải xưng tên mình, nhưng tôi giả vờ với giọng than vãn để làm cho ông hiểu rằng tôi không khỏe. À, là con trai thân yêu của ta. Ông nói với tôi và mở cửa. Điều gì đã đưa con đến trễ như thế? Tôi vào trong phòng ông và kéo ông đến đầu bên kia cánh cửa. Tôi tuyên bố với ông rằng tôi không thể ở lâu hơn nữa tại Salaza, rằng ban đêm là thời gian thuận tiện để ra ngoài mà không bị phát hiện. Và tôi chờ đợi ở tình bạn của ông. Nếu ông đồng ý mở cái cánh cửa cho tôi, hãy cho tôi mượn chìa khóa của ông để chính mình mở ra. Lời khen ngợi chắc đã làm cho ông ngạc nhiên. Ông ngắm nhìn tôi một lát mà không trả lời. Vì tôi không có gì để mất nữa, tôi lặp lại lời nói để nói cho ông biết rằng tôi rất xúc động về lòng tốt của ông. Nhưng tự do là tài sản quý nhất, nhất là đối với tôi khi bị người ta tước đoạt một cách bất công. Nên tôi đã quyết định tự cung cấp cho mình ngay đêm nay bằng bất cứ giá nào đi nữa. Và sợ ông muốn cất cao giọng để kêu cứu, tôi cho ông thấy một lý do trung thực và im lặng. Mà tôi cầm với chiếc áo len mặc sát người, một khẩu súng lục. Ông nói với tôi, sao con trai của ta, con muốn tước bỏ tính mạng ta để biết ơn sự trọng thị mà ta đối với con sao? Cầu Chúa vui lòng, tôi đáp lời ông. Cha có nhiều trí tuệ và lý lẽ để đặt con vào tình huống cần thiết này. Nhưng con muốn được tự do và con rất quyết tâm rằng, nếu kế hoạch của con lỡ dịp vì lỗi của cha, là tuyệt đối do cha. Nhưng con trai yêu quý của ta, ông nói tiếp, dáng vẻ tái nhợt và sợ hãi. Ta đã làm gì con? Lý do nào con muốn giết ta? Vậy thì không, tôi nôn nóng đáp. Con không có ý định giết cha nếu cha muốn sống. Hãy mở cửa cho con và con sẽ là người bạn tốt nhất của cha. Tôi thấy những chiếc chìa khóa ở trên bàn. Tôi cầm lấy và tôi yêu cầu cha theo tôi. Và càng ít gây tiếng động càng tốt. Khi chúng tôi càng tiến lên và cha mở một cánh cửa, cha lặp lại với tôi với cùng một tiếng thở dài. À, con trai của ta, nào ai ngờ được, không có tiếng động thưa cha. Tôi lặp lại về phía mình vào mọi lúc. Cuối cùng chúng tôi đến một loại rào chắn ở trước cánh cửa lớn hướng ra đường. Tôi cứ tưởng mình đã tự do và tôi ở ngoài sau đứa cha với chiếc đèn cầy trong một bàn tay và khẩu súng lục trong bàn tay kia. Trong khi ông dỗ dã mở cửa thì một gia nhân đang ngủ trong một căn phòng nhỏ kề cận nghe tiếng động của ổ khóa nên thức dậy và thò đầu ra cửa. Được cha tốt bụng tưởng anh ta có thể bắt tôi. Cha ra lệnh cho anh ta với nhiều bất cẩn đến cứu cha. Đó là một tên ngốc cường tráng. Hắn lao vào tôi mà không cân nhắc. Tôi không cần mặc cả. Tôi tung cho hắn một đòn giữa ngực. Đó là do cha đã gây ra, thưa cha. Tôi nói thật kiêu hãnh về hướng dẫn viên của mình, nhưng điều đó không ngăn cha hoàn thành công việc. Tôi nói thêm và đẩy cha về phía cánh cửa cuối cùng. Cha không dám từ chối mở nó ra. Tôi may mắn ra bên ngoài và tìm thấy cách đó 4 thước. Lesko chờ tôi với 2 người bạn theo lời hứa của anh ta. Chúng tôi rời xa. Lesko hỏi tôi liệu anh không nghe khẩu súng lục bắn phát nào. Đó là lỗi của anh. Tôi nói với anh, tại sao anh mang đến cho tôi khẩu súng có đạn? Tuy nhiên tôi cảm ơn anh ta đã có biện pháp đề phòng này. Mà nếu không, chắc tôi còn ở Salaza lâu dài. Chúng tôi đi qua đêm ở nhà người bán món ăn đặt hàng mà tôi đã lấy lại chút sức lực vì bấy lâu toàn ăn đồ ăn dở tệ từ 3 tháng nay. Tuy nhiên tôi không thể vui thú được. Tôi đau khổ muốn chết vì không có ma nông. Phải giải thoát nàng. Tôi nói với 3 người bạn, tôi chỉ mong được tự do vì mục đích này. Tôi yêu cầu các anh dùng sự khéo léo của mình mà cứu nàng. Đối với tôi sẽ sử dụng điều ấy đến suốt đời. Lesko không thiếu khôn ngoan và thận trọng, cho tôi biết phải đi thật nhanh, rằng vụ đào tẩu của tôi khỏi Salaza và bất hạnh xảy ra với tôi khi ra ngoài sẽ gây nên tiếng động không tránh khỏi. Rằng ông tuần trước cảnh sát sẽ cho tìm tôi và ông có thế lực rất dài.
cuối cùng rằng nếu tôi không muốn gặp nguy cơ nào tệ hơn Selasa, anh ta sẽ giấu kín tôi và nhốt lại vài ngày để ngọn lửa dẫn đầu tiên của kẻ thù tắt ngấm. Lời khuyên của anh ta rất khôn ngoan, nhưng phải khôn ngoan như anh ta thì mới làm theo được, biết bao chậm chạp, rề rà và mưu tính không hợp với lòng đam mê của tôi.